Chúng ta cố gắng nhiếp tâm dành lòng mà tu học, chứ không phải là cho lộ cơ để gây hoang mang, hoặc là cho lộ cơ để chúng ta dựa vào đó. Vì chi chi cũng có mẹ, có các đấng mà chúng ta ỷ lại không tu học. Thì bây giờ đó, đời nó đã mỏng lắm rồi. Tự nhiên câu đầu tiên của ta hỏi câu này, thì để trả lời câu này đó, thì muội đã cũng đã từng nói với quý vị rằng tháng 3 là tam quả sát, nhưng mà tháng 3 đó là nó đã đi trước tháng 3 nữa quý vị. Quý vị thấy rõ không? Rồi bước đầu vô tháng 3, khủng khiếp khủng khiếp khủng khiếp, nó dập dập suốt luôn, không có nước nào mà được yên bình hết quý vị. Cả các nước trên thế giới đều như vậy hết, không phải là nước nào được yên đâu. Quý vị thấy rõ ràng. Thì những cái gì mùi được phép nói trong tầm tay thì mùi dám nói, còn ngoài ra mùi không dám nói. Mùi là người truyền tin đó, cũng gần giống như là truyền tin để giúp, để cho huynh tỷ đệ mọi chúng ta cùng với muội tu hành. Muội cũng từng nói rằng muội cũng là người tu học, muội không có là xưng ta xưng gì hết, muội cũng là người tu học, muội tu như thế nào muội chỉ dẫn cho mọi người như thế đó, chỉ rõ bằng thật lòng thật dạ. Mỗi là người tu hành tôn chỉ cái chí tôn phụ mẫu, muội ghi lòng, muội chưa bao giờ nói dối, muội chỉ muốn là ăn thật nói thật và làm thật. Thì tỷ xin trả lời cái câu hỏi của Quốc Tà sao để tỷ nói hết cái lời cơ hôm nay. Thì á, lẽ ra đó muội cũng chưa có định là ẩn, tại vì muội cũng muốn giúp đỡ cho quý vị thoát qua được cái màn tam quả sắc. Nhưng mà cũng vì á, có nhiều người đó nói rất là khó nghe lắm. Vừa clip vừa rồi đó quý vị, về mùng 10 tháng 3 gì gì đó đó, muội cũng chưa bao giờ nói là người đó nói đúng, người đó nói sai, người đó nói thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà muội chia sẻ thật lòng, muội làm việc cho ai và tu học tại sao muội được làm việc cho người đó, thì muội nói để cho quý vị nghe, quý vị có thể hiểu. Mỗi đã từng nói rằng trong những cái clip Quốc Tạo đăng lên đó có rất là nhiều người rất là giỏi quý vị, thiện tri thức có, những người tu siêu có luôn, rất giỏi. Mỗi còn phải học lại mấy người, những người đó mà mỗi chưa bao giờ biết cống cao và ngã mạn thử. Bởi vậy trước đó đó mẹ đã cho những cái cơ mà mỗi tin tưởng rằng là dạy luôn cho chúng sanh. Nhưng mà đến bây giờ mỗi đụng chuyện mỗi mới thấy rằng dạy thì cũng có một phần của mỗi ở trong đó. Mỗi Quốc Tạo nó hỏi là những người mà không làm được cái bát môn đồ trận với lại cửu cửu trùng thiên đó, rồi bị hút vô cửu trùng thiên hết hay sao? Mụ giải thích rằng mụ không biết về cái cơ đó, thật sự mụ không biết về cơ đó. Tại vì ai cơ đó, mụ cũng có nói rằng căn á thì ai nhận được mấy hành, không ai biết của ai nữa.
bữa nay mình như vậy chưa chắc gì lát mình nhận cơ mình cũng không biết nữa đó. Nên không có ai mà ganh đua hay là cống cao ngã mạn gì ở đây hết. Quý vị xem clip của muội từ đầu đến đuôi, quý vị thấy muội bao giờ cống cao không? Nhưng mà muội đã biết muội là ai đó. Nhưng mà muội vẫn ở dưới chân của mọi người. Muội làm việc 20 năm rồi. Chưa bao giờ là muội ăn trên ngồi trước đâu quý vị. Không bao giờ nhận bất cứ của ai, của đàn na thí chủ một cái gì hết. Không có luôn. Lẽ ra muội làm việc, muội là người cao đài, nhưng mà muội phải làm việc cho cao đài. Nhưng mà muội vẫn không. Muội hiểu chân lý. Muội làm việc chung cho tất cả các đạo. Tại vì trong cộng đồng mạng, ở trên thế gian này, những người hữu duyên với ai thì nghe và tiếp tục tu hành theo cái pháp của cái người mà truyền đạt với mình với người đó cùng tần số mình mới thích, còn mình với người đó nghịch tần số là bảo đảm mình không thích đâu. Thì ai có thể độ nhiều độ ít độ như thế nào đó thì cũng là chung, người đi trước nhiều người đi sau, hoặc là người đi trước nhắc nhở người đi sau, hoặc là biết đâu trong đó có rất là nhiều người rất giỏi. Mọi nói thật, ở trong cái những cái comment mà mọi đọc có rất ư là nhiều người tài giỏi lắm quý vị. Thật sự ra tất cả các clip Quốc Tạo đăng lên đó, chỉ có cái clip của muội là comment nhiều nhất, mà người tài ở trong đó nhiều nhất. Muội học từ những người đó luôn quý vị. Ai cũng phải học, xuống đây là phải học. Cho dù một hàng đại la tiên thiên xuống thế cũng phải tu mới được về. Không ai hơn ai mà cái gì cả. Đừng lấy lòng dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Cái chuyện như thế nào đó thì á, ở trên á có cha mẹ và các đấng, người ta thấu rõ và soi xét ai trúng ai trật. Mình cũng chưa biết là mình trúng hay mình trật nữa đó. Mẹ có cho cơ rõ ràng vừa rồi đó, một cách đọc đó. Khi mình ở trên mình nhìn xuống, mình thấy mình trúng. Nhưng mà mình ngồi ở dưới mình nhìn lên, mình đã thấy sai rồi. Chánh tà hai lẽ đốn sao ra. Thật sự ra đó, vì lòng từ bi yêu thương đó, mỗi mắt thật sự chấp nhận với cha rằng con sẽ làm việc này. Chứ thật sự ra mà không muốn làm việc này, mỗi nhổm, mỗi kêu bằng kéo dài thời gian ra không muốn quý vị. Nhưng mà vì cái nó rất cận rồi, thương quá. Nếu như mà không giúp mẹ một tay thì chúng sanh còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà nhờ những cái clip muội lên đó, mọi người huynh tỷ để muội thức giác rất nhiều quý vị. Những comment đọc rơi nước mắt chứ không phải vừa đâu quý vị. Mừng đó. Mừng vì mọi người thức giác được. Một người thức giác mừng một người. Chứ mụi không có hơn thua tranh chấp gì ở đây hết. Mụi chưa bao giờ so đo là kênh này hay kênh kia khác, kênh nọ khác, người đó giỏi người nào, thế kia thế nọ. Nên á, thật sự ra đó mụi cũng thật ra mệt mỏi, quá mệt mỏi. Ngày hôm qua mụi cũng đã nói với Quốc Tạo rằng lần nói này tỷ sẽ ẩn vì tỷ quá mệt mỏi.
muội đó, chị thương mẹ, rất thương mẹ quý vị. Có nhiều người nói đó, muội tôi tới đâu á mà muội muội nói chuyện nghe ngạo nghễ gì. Dạ xin thưa đó, muội cũng đang tu học thôi, không có ngạo nghễ hay cao ngạo gì hết. Muội lên đây muội cũng học nữa mà. Còn mình nghĩ người ta cao hay ngạo hay ngạo nghễ gì đó là chính bổn thân của mình đó đang ngạo nghễ ngạo mạn đó. Quý vị tưởng đâu mùi yên thôi, làm việc như vậy chắc bị cũng bị đánh như di hằng ngày đó quý vị. Chứ không phải là sung sướng đâu, chỉ cần một cái đường liên thôi họ có thể là đánh mình được đó. Nhưng mà đó, muội hy vọng rằng những huynh tỷ đệ muội nào đó nghe cho rõ, hiểu cho thấu và muốn phán xét ai thì phải coi từ đầu tới đuôi, coi người đó ra sao, người đó nói đúng hay là người đó nói sai. Sai ở góc độ nào và bản thân mình như thế nào. Một chưa bao giờ đó dám khinh dễ một đứa con nít nữa đó quý vị. Những đứa con nít, những người già, những người neo đơn muội là người tôn trọng hơn cả luôn đó quý vị. Hạnh của muội đó như thế nào đó cha mẹ đều biết. Bởi vậy đó, một khi muốn phán xét một người nào thì bản thân của mình phải nhìn mình cho kỹ đi. Mình hãy nói trước khi muội làm bất cứ một chuyện gì hay là muội ra căn, mẹ đều cho muội đi đến những nơi để học, tiếp xúc tất cả các phần căn tuyệt vời người ta đang ẩn nữa, người ta chưa hề ra đâu, họ rất giỏi. Một cũng thừa biết rằng họ giỏi đến mức độ nào, còn so với mình, so với họ là mình chỉ cần bằng hột tắm thôi. Bởi vậy đó, lần trước mẹ đã nói rằng mẹ bác ái yêu thương vô lượng, ngắm con khờ thụ hưởng hiển vinh, đỉnh chung tự mãn quên mình, quay về vật chất trọng khinh cửu quyền. Mẹ lo sợ tánh nghiêng quyền tước, sợ tự kiêu khó vượt thế tình, trọng quyền trọng phạt như in. Tu hành phải biết răn mình thiện lương, về cửa mẹ con đường hòa hảo, các con đều quý báu như nhau, đồng sanh đồng tử đồng bào. Đồng bào ở đây là đồng bào chung cùng một bào thai của mẹ đó quý vị. Gia đình đại đạo gắn trao lục trời, có nhìn là mình là chung cùng một gia đình đại đạo không quý vị? Dình khuôn mẫu trọn lời nhắc nhở, đừng tôn ti dụng án lừa mình, anh em cốt nhục hiệp tình, hạ cùng một mẹ anh linh xâm vầy, cùng một đạo về đây một mẹ, gác phẩm quyền xem rẻ lợi danh, sang bần trói kệ mẹ dành, nói vòng tai lớn lưu thanh cao đài. Quý vị thấy mẹ nói chuyện không quý vị?
Thật sự là mỗi chỉ khóc thôi đó quý vị. Biết rằng mình cũng còn dở, mình cũng còn tệ, mình cũng chưa đi đến đâu hết, chưa làm được cái trọng trách lớn gì để cho nhân sanh cả. Mà thật ư, phải chịu rất là nhiều khổ sở, mỗi làm ngày làm đêm, nói riết mà tắt cả tiếng luôn đó quý vị. Còn có nhiều người cũng vậy đó, lan trách móc mọi điều, nhưng mà thật ra họ có thử thôi, họ lên họ nói đi, họ làm đi được đi rồi họ nói. Một con sâu mà nó làm sầu cả một nồi canh đúng vậy. Những người đó đó chuẩn bị đi, không bao lâu nữa đâu. Thật sự ra đó, đối với các mẹ đó, trên đầu có bủa danh thần thánh, xét xem người tánh hạnh dữ hiền, làm lành mới đặng hưởng phước duyên, trong lòng nham hiểm thì lộc quyền giảm thâu. Nên mà tất cả chi các phần đó cũng phải dè dặt trước khi những câu mình nói ra, để một khi đó, một khi mình đó biết được chuyện mình nói đó là một cái sai thì mình có hốt lại được không, hoặc là sau này mình gặp lại cái người đó, trái đất tròn mà mình biết họ thì lúc đó mình nói làm sao, có còn nói người ta cống cao ngã mạn nữa hay không. Cái gì nó cũng có cái giá riêng của nó cả. Người ta làm sai có luật thiên điều trừng trị. Dạ mô Phật, Dạ mô Phật. để trả lời cái câu hỏi của quý Tạo, thì hôm nay cái kênh này đó thì mọi người có hỏi là À, Trung ương đồng lộn ê hề thay phơi, hỏi là trung ương là cái gì, đồng lộn là sao? con rồng đó quý vị. Ông rồng, mình phải nói là ông rồng, tại vì mình cũng còn nhỏ bé lắm, muội cũng còn là nhỏ bé, một người phàm mắt thịt thôi, nên muội phải kêu là ông rồng. Ngày ấy đó, có khi nào ngày ấy vui mà ngày ấy lộn tới lộn lui, lộn xuôi lộn ngược không quý vị? Không có. Mà phải có một điều gì đó ngài mới bắt đầu lộn. Trung ương là sao? Trung ương là của năm rồng, là tháng mấy? Một năm chúng ta có 12 tháng, thì trung ương rồng lộn tức là tháng mấy thì quý vị sẽ biết rồi. Thì tất cả các sự việc nó sẽ xảy ra. Mà muội đã nói với quý vị rằng, muội thưa với quý vị rằng, mẹ đã dâng thiên la và địa võng vào tháng 3 này rồi. Quý vị thấy rõ không? Trên thiên đó thì lửa cháy lừng trời, rồi đủ thứ thiên tai địa ách. Dưới địa thì đủ thứ thiên tai địa ách, nào là hỏa, nào là thủy, nào là thổ, rồi phong nữa quý vị, khủng khiếp lắm. Muội nói để cho quý vị chuẩn bị và rốt ráo tu hành, chỉ có cái áo giáp ước đức của chúng ta mới cứu được chúng ta thôi, chứ không phải là muội hay là bất cứ một người nào.
tài giỏi cứu được đâu quý vị, trừ khi thần thánh tiên Phật hạ phàm mới cứu được. Đó là những cái cơ nó nằm như vậy rồi, quý vị cũng đã thấy rồi, rõ rồi và thấu hiểu rồi. Thì cái gì nó cũng ẩn ý hết. Cha vẫn cho là đầu rồng trái nè, rồi là những cái cơ của các đấng ngày trước, người ta muốn nói được những câu nói đó đó, trí huệ người ta phải phát khai rất là rõ ràng, và người ta thấu thông hiểu, coi như là đoạt pháp, đoạt ngũ thông và lục thông cả luôn đó quý vị, nên người ta mới hiểu được như vậy, mới dạy lại cho mình hàng trăm năm rồi. Mình bây giờ đó mới tập tành để mà nói lại, nói đi nói lại, chia sẻ với nhau. Kẻ đi trước nhiều người đi sau, người đi sau hiểu thấu rõ thì chỉ dẫn lại người đi trước, có nương qua nương lại để tu thôi. Ngoài ra không có so đo tính thiệt gì hết đó. Trước khi muội gặp Quốc Tạo cũng vậy, muội thấy nó rất là thương quý vị, chịu thương chịu khó, người ta chửi mắng cỡ nào thấy nó cũng làm thinh, nó còn giỏi hơn muội luôn đó. Muội còn thấy trong lòng buồn giận nhưng hờn nữa đó, nhưng mà thật đối với nó không sao hết, nó hay như vậy. Mặt đó muội còn phải họp lại đó, chính vì điều đó muội thưa trình với mẹ rằng con muốn nói chuyện với cái kênh của em này, chứ không phải là em này giàu, em này cao siêu, em này như thế này thế kia thế nọ, không có điều đó. Để chi? Để cùng một cái tần số, để dễ dàng chia sẻ những cái ngôn từ, những cái giáo lý giáo pháp, để đến với huynh tỷ đệ muội cùng chung tay nhau mà trở về. Muội cũng từng nói với quý vị rằng muội chỉ ao ước có bao nhiêu đó thôi, để sau này đó mọi người có thể cùng chung tay nhau về bên chân cha với mẹ. Mẹ thương mình lắm quý vị. Thật sự ra đó, muội làm gì muội chưa có hiểu nhiều về bên Phật giáo, nhiều khi những cái ngôn từ của Phật giáo đó muội còn phải suy nghĩ cho cặn kẽ mới dám nói quý vị. Muội biết rằng làm việc thì cũng có kẻ ghét người thương, đó là chuyện bình thường, nhưng mà đó đối với các phần đó là những người có căn duyên sâu dày với Phật, từng đã tu hành mà lại phát ngôn những cái ngôn từ không có văn hóa luôn đó gì. Nên muội thấy nó khó chịu một chút, muội cũng có trình qua mẹ, và muội cũng muốn rằng thu mình lại. Thật sự ra muội cũng là sắc phàm, làm gì quần quật giống như là con trâu vậy. Mà quý vị biết không, đã đụng đến vô vi á, là trí não mà công năng của mình rất là mệt quý vị. Mà thời này là cái thời giấy loạn binh đao rồi, là tà khởi rồi, khởi mà khởi rất lên đến đỉnh điểm, chuẩn bị nó mới tiêu diệt. Nên một khi mình lơ tơ mơ một cái là ăn đòn liền, rất mệt luôn quý vị, không phải là chuyện đơn giản. Thì hôm nay đó muội chỉ trả lời một chút về vấn đề đó,
Thì cái này cũng đã trả lời rất là nhiều lần rồi. Thì muội cũng xin có một chút để nói về cái cơ, vì đây là những cái cơ muội mới viết xong rồi. Thì muội sẽ đọc hết cho quý vị để mà quý vị nắm đó, mà lần theo dấu vết để mà tu trong những ngày muội thật sự vắng mặt. Không phải là muội không thương huynh tỷ đệ muội, muội rất là quý huynh tỷ đệ muội. Có những người có những lời comment, những lời chúc phúc, rồi có những huynh đệ thâm sâu dạy những cái bằng những cái comment của người ta đó. Muội học rất là nhiều, muội quý lắm chứ. Nhưng mà chắc có lẽ là đây là duyên số rồi, cũng đến giai đoạn để cho chúng sanh và trải nghiệm. Thì ai thức thì đỡ, ai ngủ thì chịu. Bây giờ cũng là bài thi đó quý vị, ai giỏi đậu dở thua thì rớt đấy. Mẹ hay nói câu nói đó, cũng mong quý vị rằng bây giờ chúng ta cũng nên thu mình lại để mà quay vào tâm mà tu. Mẹ có nhắc với chúng ta rằng trí huệ, trí tuệ vướng đau khổ vì mang dục vọng, ấp ủ lòng mầm mống hơn thua, mưu ma chức quỷ về hùa, thỏa lòng ích kỷ bán mua phạm quyền, tưởng cao trọng hồn nhiên vật chất, nghĩ hơn người giả thật phân luân phân, vinh hoa phú quý ân cần, vô tình rước quỷ tham sân si về. Càng tranh luận cái ta trỗi dậy, tự tôn nhiều mới thấy mình sai, chim bay có sẵn đường bay, cây cao cả gió chớ ngà diệt phân, lúc vinh hiển ở gần thất bại, ai nên khôn chẳng dạy một lần, ỷ tài tạo lắm ác nhân, hồi tâm buông bỏ giữ phần hiền lương, biển trần khổ con đường giác ngộ, mượn nội tâm định chỗ hồi quy, tâm viên ý mã ích gì, từ bi hỷ xả trí tri đủ nhà. Đây là những lời mà trưa nay muội vừa nghe cái cơ mà cái nam đó gọi là Nguyễn An gì đó, từ trước tới giờ muội chưa có nghe clip của cái người này bao giờ cả. Kể cả ngài Quốc Tạo hỏi muội cũng vậy, muội cũng chưa có hề nghe nữa. Muội chỉ biết như vậy thì muội chia sẻ cho quý huynh tỷ đệ muội của chúng ta có sự an lành, đừng có xao động. Nhiều người cũng hoang mang, tại sao tôi tu mấy chục năm rồi, tôi ăn chay làm công quả công đức mà tôi quên cúng như vậy là tôi phải đọa, tôi phải hút, bị hút vô cổ trùng đài để mà tôi mất đi cái sự giải thoát hay sao. Họ rất là hoang mang chứ, gặp là muội muội cũng hoang mang nữa. Muội chỉ trả lời thí dụ như những người nghe được hiểu được thì làm theo thì cũng tốt, mà những người không nghe được thì cũng đừng có sợ. Mình làm cái tu tập tốt thì trên đầu có bổ dân thần thánh cha mẹ đều che chở cho mình hết. Thì trưa nay đó muội vừa nói chuyện với mẹ mà muội vừa khóc, thì mẹ đã cho hơn cho cái cơn này xuống, mẹ dạy cho muội là trí tuệ đó quý vị. Muội đọc luôn cho quý vị nghe, mẹ phân tích chữ trí tri cũng vậy. Thật sự ra đó, muội không có tranh cao thấp hơn thiệt gì hết đó. Muội chỉ mong sao đó, những cái gì muội học được, hiểu được, biết được, chia sẻ với mọi người để mọi người cùng với muội thức giác tu hành, để huynh đệ cùng được dìu về cách trường. Biết bao nhiêu người lên nói này nói kia, muội cũng đâu có nói gì đâu.
Nhưng mà đây là một cái phần căn mà nói như vậy, kể một câu chuyện này. Hôm nay ta cũng cảm ơn các vị đó, các vị kể một câu chuyện á, nghe mà cũng hấp dẫn đó. Nhưng mà đến khi á, nhìn lại mình trong gương mà không phải là quỷ đó, mà mình nhìn lại mình là một người, là gì đó chấm 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 đó, thì lúc đó đừng có hạ mình cầu xin. Dạ mô Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Muội tỷ cho đệ quốc tạo xin 5 phút. Cái sớm giờ tỷ nói thì quốc tạo cũng nắm được, hiểu được cái những cái trình tự mà của ở ngoài nó tác động, đệ cũng có hiểu được. Thì bây giờ quốc tạo sẽ phân tích theo cái đạo hòa hảo của quốc tạo. Thì bà con biết không? Khi mà đức thầy ông Út với bố Út là ở gần đức thầy nhất, ông Út với bố Út hỏi đức thầy chứ thầy ơi sau này thầy đi rồi chừng nào thầy về. Thầy nói tôi đi rồi á, khi mà chết chôn không kịp, nước chảy xuôi một dòng dân theo gì một mái thì tôi về, mà tôi về chỉ có 7 ngày thôi nha, rồi tôi đi nữa để cho chúng sanh trả quả. Thì ông Út với bố Út hỏi chứ tại sao mà thầy không ở lại cứu tín đồ thầy. Thầy nói nếu mà cứu tín đồ thì nó trái lại cái lực của thiên đình, cho nên là phải phải đi. Có nhiều đoạn văn mà thầy nói đó là sau này nó sẽ có 3.600 mối đạo để hại chúng ta. Thì kính thưa bà con, thì qua cái vấn đề mà chúng tôi không có nói ai hết, quốc tạo chỉ nói theo ý quốc tạo, thì cái chuyện mà lập bàn hương án hoặc là lập một cái gì đó thì phải phải có cái gọi là phải có một cái chủ trương, phải có một cái sách vở đâu đó đàng hoàng. Giống như thầy nói là 14 tháng 10 trở lại Phước Chăng, thì đúng cái ngày 14 tháng 10 đó đó, nếu mà có cái cơ cục nó xảy ra cái vào cái ngày đó, Phước Chăng để làm gì, đó là phải có cái ý đồ. Nhưng mà cái này nói cái ý này là nó sai lệch tất cả hoàn toàn cái tự nhiên, nó khoảng khoa học, nó khoảng khoa học. Nếu mà ai có tiền cúng kiến hoặc là ai có hiểu biết cúng kiến thì sẽ được không hút vào cái đó, còn nếu mà ai không có thì sẽ bị hút vào sau đó. Thì nó quá nghịch lý quý vị. Bây giờ là mình tu theo nhân quả chứ không phải tu theo mà cái gọi là mê tín quý vị. Mà Đức Thầy có cho biết như thế này, thầy nói nay gặp gốc phải mau tìm gốc, để gặp Phật rồi mà than khóc gỡ làm sao hết gói mà về, mắt nhìn xem bi quái bốn bề bởi thất đức nên không ai cứu. Thì ở đây quốc tạo chỉ nói chuyện có cái hồn vậy thôi chứ không phải là săn nộ gì cả. Ở đây quốc tạo rất là hiểu rõ, nếu mà săn nộ sẽ đốt cả rừng công đức. Thì ở đây quốc tạo sẽ dựa vào những cái gì mà cơ cuộc của thầy đã nói cho bà con biết. Nếu mà bà con mà đi theo những cái gì đó mơ hồ quá, rồi hoang đường quá, mờ mờ ảo ảo quá, thì khi mà bà con muốn quay lại rồi thì bà con không có cơ hội để quay lại nữa. Ví dụ như một cái người kia là một vị Bồ Tát hay là vị Phật thì nó chỉ ngang với thầy thôi, chỉ ngang với thầy thôi, chỉ ngang với cha thôi. Nhưng mà quý vị hiểu cái đó là có tạo nói vậy thôi, nhưng mà người đó không phải là Phật, không phải là cha, không phải là cơ điển của mấy người ở trên trước xuống, người đó là thiên ma. Người quý vị nghĩ như thế nào? Thì đây cái câu giảng vừa rồi, nay gặp gốc tức là nay gặp đạo Cao Đài, đạo Phật, đạo Hòa Hảo, tức là những cái đạo này là cái đạo chánh. Thì mình đi theo cái đạo này, mình tu theo cái đạo này, làm phước làm thiện làm lành gì đó, nhân dân niệm Phật gì đó, mà quý vị cứ việc ham linh ham nghiệm, sợ e mang nghèo lựa cho phải cột phải kèo, phải dai phải dế mà theo kẻo lầm. Ngọc ngọc kia ẩn dạng khó tầm quý vị à, nếu mà ngọc đó, ta ẩn ta không có lộ ra đâu đó. Còn còn bây giờ ví dụ như tôi nghèo khổ, tôi không lập, tôi không có lập chai đàn tôi cúng, vậy là tôi phải đọa địa ngục sao? Nó là rất là hoang đường, rất là khoảng khoa học. Công lao tôi tu hành bấy lâu nay rồi sao? Đó, với thầy mới nói là kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao? Đó, lập chai đàn cải trọt lao sao, bôi lên mặt làm tuồng hát Phật. Quý vị à, nó gõ mùng một hết trơn. Mà tỷ là giống như là không có muốn mất lòng ai. Tỷ nói chuyện, tỷ tỷ nói bữa đó là quốc tạo nghe rất rõ ràng. Tỷ nói là không biết cái cơ của điển bên kia nó huynh kia nhận như thế nào, nhưng mà ở đây tỷ chưa có nhận điển đó. Nó tỷ nói rõ ràng như vậy luôn, mà ở đây ai lại nói cái câu như thế nào? Quốc tạo rất là bận biểu công việc nên không có thời gian con nghe. Mà qua cái lời tâm sự của tỷ thì quốc tạo cũng cảm giác được cái lời tỷ muốn nói cái gì đó. Thì quốc tạo nói cho bà con nghe đó, nè quý vị hiểu không, nay gặp gốc phải mau tìm gốc, tức là gặp Phật mà không theo Phật phải không, rồi sau này quý vị theo người bên đó ha, thì theo ma thì bắt đầu ma nó dẫn đi, theo Phật Phật dẫn đi. Lúc mà nổ một cái bùm ra thì ai con ai nó dẫn, thì lúc đó quý vị sẽ được ở bên kia dẫn. Thì dẫn đi thế nào?
thì bây giờ ta dẫn đi thì quý vị sẽ, quý vị lúc đó quý vị khóc sẽ mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, lúc đó quý vị dòm xem, tại quý vị là đệ tử của ma thì ma bốn bề, đệ tử của ma thì ma không chứ làm gì mà có Phật ở đó, bởi thất đức nên không ai cứu, thất đức là không có đức, không ai cứu cả quý vị. Quý vị ơi, quý vị mà còn mà kiểu mà mê làm như vậy đó nghe, là quý vị sẽ không còn tan xác hồn cái chuyến này luôn đó quý vị. Có cậu chỉ nói cho quý vị nghe gì thôi, đó là đính chính là cái lời nói của tỷ muốn nói cho bà con biết, mà tỷ là nói kiểu mà nhẹ nhàng cho bà con biết như vậy thôi. Tôi biết nhưng mà mong tỷ cũng hoan hỷ, tại vì bây giờ đó tỷ ơi, thầy nói tai nghe chi những câu ái ố, tai cái chữ yên ngắn tức là cái lỗ tai, tai nghe chi những câu ái ố, lòng từ bi chớ cố lời dèm, đạo hiểu rồi ngon tợ khỏi gỏi nem. Thầy nói nếu mà mình là người tu hành thì thôi mình hoan hỷ, không có nghe cái tai ái ố những cái lời đó, mình nghe cái đó mình phàm mình khó chịu lắm, còn nếu mà mình cao nữa mình mới dễ chịu, còn mình phàm mình còn cái mình cũng là người đang học hành tập tu đó thì mình sẽ bị ma dương nó khuấy động liền. Thì quốc tạo chỉ nói ít thôi để dành thời gian cho tỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ đúng rồi. Thì mỗi nói ở đây á, tại vì đó mỗi thấy rằng cùng chung một tông đó mà lại nòi da sáu thịt, cũng rõ bởi rõ đồng tông mới một nhà đó, cùng nhan cùng mẹ tức cùng cha đó, nhưng mà tại vì nó như vậy đó, bởi vậy trưa nay mỗi đã nhận một cái cơ đó. Còn nhiều người thì nói là bây giờ không có cơ gì hết á, nhưng mà mỗi nhận thì mỗi nói là mỗi nhận,